Xin chào mọi người. Thì bây giờ là hơn 5 giờ sáng rồi. Thì xe ô tô của trại Minh Dũng mình thì vừa mới có mặt ở xã En Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Để hôm nay thì mình sẽ ráp chuồng anh em nhé. Đây, trên xe thì bây giờ anh em mình bắt đầu vận chuyển những cái miếng để ghép lồng á, xuống đất trước. Lát nữa thì anh em mình sẽ vận chuyển ra phía đằng sau. Máy móc thì cũng ở trên xe này hết rồi. Thì trước khi mà anh em mình tới đây thì anh em mình có dừng ở Bình Phước giao bồ câu cho cái một hộ dân ở Bình Phước. Thì sau đó thì anh em mình mới chạy tiếp lên đây, một chặng đường cũng khá là dài. Thì bây giờ anh em thì nói chung là cũng khá là mệt rồi, nhưng mà vì công việc thì anh em mình cũng vậy, vẫn phải làm thôi. Đây, những cái miếng sắt này thì lát nữa mình sẽ ghép lại thành một cái lồng hoàn chỉnh anh em nhé. Đây này, tất cả những sắt này thì anh em mình ghép chuồng. Đây là công đoạn ghép chuồng anh em nhé. Thì lúc nãy thì anh em có thể thấy là những cái miếng sắt đấy thì sẽ được ghép thành những chiếc lồng như này này. Trước đó thì có nhiều hỏi, nhiều người hỏi mình là nó là một cái lồng hoàn chỉnh được ghép sẵn luôn hay là những cái miếng sắt được ghép lại. Thì hôm nay thì mọi người có thể thấy là nó là những cái miếng sắt sau đó được ghép lại thành. Chứ nếu khi mà nó là một cái lồng hoàn chỉnh thì mình rất là khó trong cái việc vận chuyển này. Nên là mình sẽ làm từng miếng cái này thì vận chuyển thì nó dễ dàng hơn. Và tại vì nó không có chiếm nhiều diện tích á. Máy thì mình sử dụng máy để bắn này chứ không phải là dùng tay để vặn. Máy bắn này thì cũng rất là chắc chắn nhá. Ở trại mình dùng máy móc hết luôn. Hôm nay thì anh em mình có mặt ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ghép nốt 100 cái lồng để cho nó kín cái trại này nhá. Thì trước đó thì nó cũng mình cũng chưa có ghép được hết cái chuồng này thì nó cũng hơi trống, nên bây giờ là ghép cho xong thì nó cũng nhìn nó khá là đẹp rồi. Ở bên kia là mình cũng nuôi bồ câu rồi các bạn nhá. Trước đó thì mình có review về cái trại ở huyện Buôn Đôn này rồi. Cũng nuôi bồ câu Titan Thái luôn. Và để ghép một cái 100 cái lồng này thì tính trung bình đã khoảng mất khoảng một ngày. Đây thì mình tiếp tục đi một vòng để cái gì cho anh em thưởng lãm này. Đây, trại bồ câu Titan Thái siêu thịt nhá. Hiện tại thì ở trại mình thì những chú chim bồ câu này là đang bắt đầu vào đẻ hết rồi. Đây là lứa thứ hai ở huyện Buôn Đôn các bạn. Đây là lứa thứ hai này. Lứa thứ hai bắt đầu đẻ. Trứng thì mình đã bỏ vào trong máy ấp trứng rồi. Những con nào mà nó ấp thì mình mới để thôi. Còn đa số những con nào mà nó không chịu ấp thì mình sẽ bỏ vào máy ấp trứng hết. Tại vì một khi nó đã không ấp thì mình để thì nó sẽ đạp vỡ trứng thì cũng hơi là uổng. Nó hao trứng lắm. Nên mình để máy ấp trứng. Một cái máy ấp trứng thì hôm bữa mình cũng nói thôi, tầm khoảng 7 triệu. Đây này, bồ câu ra ràng này anh em này. Nuôi 3 con luôn. Bồ câu Thái ở trại mình thì cũng khá là nổi tiếng với cái việc mà có thể nuôi 3 đến 4 con cùng một lúc rồi. Trên 5 tháng là chim bồ câu bắt đầu đẻ rồi anh em nhé. Mình cũng có đánh số luôn để có gì mình theo dõi nhé. Cũng có nhiều anh em hỏi mình là giá của cái lồng này như thế nào và diện tích nó ra sao. Thì mình cũng từng nói khá như là nhiều video ở phía trước rồi. Thì lồng thì ở trại Minh Dũng mình bán hiện tại giá là 150.000 một cái. Thì là nhiều người cũng nói là hơi mắc, nhưng mà theo mình đánh giá là mắc thì có cái giá của nó thôi. Tại vì cái lồng của mình xài khoảng mười mấy 20 năm cũng không có hư mà. Các anh em có thể thấy là ở trại bồ câu Minh Dũng mình thì bồ câu Titan Thái siêu thịt thì nhìn nó cũng rất là to này.
hầu như là anh em có thể thả đây là chim la ràng anh em nhé, đây là chim la ràng này, chim la ràng đã to như này nhé. Đây là mình phân cặp ra để mình làm giống luôn. Đây là bên này đa số là chim bố mẹ, còn máy móc thì mình cũng vẫn chuyển từ Bình Dương xuống đây để ráp lồng. Cái này thì lát nữa mình sẽ xếp lớp lên, xếp lớp 3 lớp lên luôn, thì nó cũng giống như là ở bên cái chỗ đang nuôi cái thôi, thì mình sẽ xếp trồng 3 lớp hết. Thì ở bên dưới mỗi cái tầng thì mình sẽ để cái miếng hứng phân, lưới hứng phân này. Khi mà mình sử dụng cái máy bắn để ghép lồng ấy thì nó rất là chắc chắn anh em ạ. Còn đây là chim bồ câu, chim cảnh nhé, chim cảnh này. Còn đây là hệ thống lọc nước này. Tại vì ở có những cái địa phương thì nước nó cũng hơi có bị phèn nhiều á, thì mình trang bị cái hệ thống lọc nước luôn để cho bồ câu nó uống nước nó không có bị bệnh. Nhiều khi nước dơ quá nó cũng bị bệnh. Đây là những miếng cây sắt để lát nữa mình nâng cái lồng của mình lên. Thế đấy, hôm nay anh em có thể thấy là những cái miếng lồng này thì sẽ được ráp lại này. Nó cũng rất dễ hình dung thôi. Hiện tại bây giờ là trời cũng đang rất là nắng. Hiện tại trời nắng lắm. Thời tiết dạo này rất là oi bức luôn. Ở dưới mình Tây thì hạn mặn, ở Tây Nguyên thì hạn hán. Nói chung là thời tiết cũng rất là khắc nghiệt. Cũng hên được một cái là ở trại của mình ở Đắk Lắk này thì ở xung quanh cũng khá là nhiều cây cối đấy. Có cây cà phê này. Vườn cà phê này thì nó cũng khá là tươi tốt. Và mùa khô này là cũng rất là tốt rồi các bạn ạ. Thì mình tưới để sống thôi, cho cây nó sống để nó mát mẻ thôi, chứ cái vườn cà phê này thì cũng không có năng suất lắm. Mình trồng để cho nó mát mẻ cái chuồng trại của mình thôi. Cái diện tích cả cái khu đất của mình này thì tầm hơn một sào. Mai mốt mình sẽ chăn nuôi hết luôn. Mình sẽ nuôi bồ câu. Đấy, mình cũng xây chuồng trại của mình rất là chắc chắn. Ráp 100 cái lồng này thì nếu mà xong xuôi hết thì mất khoảng một ngày các bạn, mất khoảng một ngày. Một ngày đó là làm việc, mình làm việc có khoảng là cái tiến độ công việc là cũng có nghỉ ngơi đấy, chứ không phải là làm gấp. Nếu mà làm gấp gáp thì phải là vài trăm cái lồng. Được một cái ở những cái vườn rộng này thì khi mà thời tiết nó oi bức á, thì nó cũng không có nắng nóng lắm. Ở trên kia thì mình mái thì mình có đặt cái tấm cách nhiệt luôn. Ở bên trong thì mình cũng có sắm quạt công nghiệp các bạn nhé. Quạt mà cũng loại trung bình thôi. Chứ cái quạt to quá thì cái công suất của nó thì nó quá mạnh thì nó cũng không tốt cho chim. Nhưng mà nóng quá thì không có quạt thì chim nó cũng bị ảnh hưởng nhé. Hôm nay thì mình ghép tiếp 100 cái lồng này, thì cái trại này thì cũng cơ bản là đẹp rồi. Đây các anh em ở trại của mình cũng đang làm việc dưới cái nắng nóng. Những cái hệ thống nước tự động hoặc là những cái máng ăn này thì mình cũng chuẩn bị sẵn luôn, mình làm luôn một thể. Chứ nhiều khi đi mà không mang cái này cái kia thì nó cũng rất là vất vả cho những cái lần mình mang chim về.
nên mình làm luôn, xong khâu nào là xong khâu đó, mai mốt mang chim về là chỉ đặt vào lồng nuôi thôi. Chim những cái hàng này các bạn này, chim này tầm khoảng là trên trên 8 tháng tuổi hết rồi, bắt đầu vào đẻ hết rồi mà. Đây, bồ câu ti tan thái siêu thịt. Trung bình mà thời gian, cái khoảng thời gian mà sử dụng cái thép này các bạn này, cái thép ở trại của mình đang sử dụng này, thì tầm khoảng gần 20 năm á, gần 20 năm. Dỉ thì nó vẫn có dỉ thôi, tại vì sắt mà để ngoài cái khoảng không để lâu thì nó sẽ bị dỉ mà, loại sắt nào cũng vậy thôi. Nhưng mà được một cái là cái sắt ở trại mình nó sử dụng nó cũng khá là to á. Với lại để ở trong những cái chuồng trại có che mưa che nắng này thì cái khoảng thời gian nó sử dụng nó cũng khá được là lâu đấy. Đấy, mai mốt là mình cũng sẽ bắt chim về cho nó kín. Và khi ba cái dãy lồng này được dựng lên thì nó cũng trong cái trại của mình cũng khá là đẹp hơn. Vì trại mà không kín được nhìn nó nhiều khi nhìn cũng khó chịu lắm. Đây, những cái lồng chim các bạn nhìn thấy cũng rất là đẹp này. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi cái video của mình nhé. Rồi, giờ anh em thấy gì chưa? Sau lưng mình này, đây là thành quả của một ngày lao động rất là cực khổ của mình. Mệt vãi chưởng anh em ạ. Từ sáng đến giờ mình làm quần quật. Và tối hôm qua thì khoảng 6 giờ tối anh em mình chở chim với lồng. Thì trên chặng đường từ Bình Dương về xuống Đắk Lắk này này, thì ở Bình Phước mình có giao cho một cái anh kia 50 cặp. Thì sau đó 5 giờ hơn sáng nay thì mình xe mình đến huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk. Thì anh em mình cũng bắt đầu cái chặng đường đắp chuồng này. Thì bây giờ là cũng hơn 5 giờ rồi, bây giờ mới xong đây anh em ạ. Mệt lắm, lâu lắm mình mới làm lại á. Tại vì mình cũng rất là ít khi làm việc nặng nhọc như thế này. Nhưng nhiều khi mệt vãi chưởng ra. Đấy, anh em thấy chưa? Sau lưng mình đây là những cặp bồ câu trước đó thì mình có làm clip đây. Đấy, bây giờ đã bắt đầu vào đẻ hết rồi anh em này. Cứ khoảng 1 tháng nữa thì ở sau lưng mình thì cũng mình cũng bắt chim về để cho nó kín cái chuồng luôn anh em. Mình cũng nuôi ti than thái siêu thịt luôn anh em nhé. Rồi, lắp máng nước hết luôn, hệ thống máng ăn này, hệ thống nước tự động này, mình lắp hết luôn. Còn cái lưới lót phân thì khi nào mình mang chim về thì mình mới răng lưới ở bên dưới các bạn nhé. Răng sớm nhiều khi nó bị mục á. Nhưng khi nào mà bắt đầu mang chim về thì mình mới răng lưới thôi. Clip này thì mình cũng xin dừng ở đây anh em nhé. Bây giờ cũng khá thấm mệt rồi. Có khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thì mình sẽ xuống lại Sài Gòn. Một ngày một đêm nằm lăn lóc ở trên xe thì bây giờ mình khá thấm mệt rồi. Với là một ngày cũng ráp chuồng đấy thì quá sức đối với mình.